xong rồi các bạn ghi tên luôn, ghi tên từng phần luôn cho không có công lộn ha. Của mình là được một lốc nước yến thôi. Ngon bạch hồng chứ nhỉ? Ừ. Dư hả? Ừ. Cái gì à? Mấy hộp trống ta? 6 hộp hay 4 hộp? 4 hộp. 4 hộp. Tôi thấy nó dài với ta. Hình như là 2 ngăn á. 2 ngăn á. Hồi nãy xé em lóc rồi em đi 4 hộp. Vậy hả? Hủ gì dài dữ vậy? Hình như 2 ngăn ăn trên dưới thì phải. Xé gà thì nó phải là gì vậy? Không, ý là ở trong á. Trong 2 ngăn, 6 hộp. Ừ, 6 hộp. 6 hay 8? Biết, 6 hay 8 mới biết. Chắc 8 quá. 2, 3, 4 6, 8 mới biết. Chưa đợi phát thì phải ra nó không quét luôn nha. Ừ. Có cái này luôn. Mà anh làm gì lâu dữ ta? Còn 4 hoặc. Mm-hmm.